Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian tôi về với huyện Ứng Hòa, về với thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Lan. Vườn cảnh anh Nguyễn Hà Lĩnh, tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cuốn video này. Một vườn cảnh trung bình thôi. Nhưng mà cái số lượng tác phẩm anh kê một cách rất dày đặc. Tôi cũng sẽ cố gắng tạo cái điểm quay thích hợp nhất, lách vào trong vườn, gửi đến các bạn một cuốn video. Tôi được biết anh Nguyễn Hà Lĩnh này có hai cơ sở vườn. Video này tôi chia sẻ với các bạn một cơ sở trong khu vực nhà ở của anh Lĩnh. Còn video sau tôi sẽ ra cái khu vực mà anh gọi là vườn ươm, gồm có những cái bệ phôi là chính, nơi đó anh tạo tác cây và dần hoàn thiện để giới thiệu tiếp với các bạn. Chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu về cái không gian chính. Vâng, khu vườn cũng tương đối là nhiều cây rồi. Anh cũng góp từ bao nhiêu năm nay đấy. Tôi được biết là anh chơi cây cảnh, làm và chơi cây ở trong khu vực là những người đứng đầu. Đứng đầu về số lượng, chất lượng cây và đứng đầu về cái số thời gian anh tham gia chơi và làm cây cảnh trong khu vực. Với những cái hoạt động của anh tham gia từ cấp hội địa phương đến tổ nhóm, đến phong trào của huyện Ứng Hòa, anh rất là tích cực. Các khu vực xung quanh mà có trưng bày triển lãm, các huyện lân cận, anh Nguyễn Hà Lĩnh cũng tham gia được nhiều tác phẩm. Tôi đã gặp anh ở trên triển lãm Quốc Oai, Sơn Tây và nhiều nơi khác. Đây, trước ống kính chúng tôi chính là anh Nguyễn Hà Lĩnh. Vâng, chào anh. Anh đứng lùi ra một tí, không cái bóng nắng nó soi vào chỗ tối chỗ sáng này, cuối cùng anh trở thành khuôn mặt dần di. Vâng, đây rất đẹp. Đấy. Và anh có thể bỏ được cái mũ ra không? Để bà con ta được tận hưởng cái sắc đẹp của anh. Trẻ quá. Thế này mà lúc đầu tôi cứ tưởng là anh cao tuổi lắm ấy. Năm nay anh bao tuổi anh? Em năm hai anh ạ. Năm 2, thế là cũng như mọi ngày gọi là già lão rồi đấy. Vâng, Từ 50 gọi già lão rồi đấy. Anh chơi cái làm cái nghề cây này lâu năm chưa anh? em cũng chơi được độ hơn 20 năm rồi, hơn Vâng, hai thế chục nào? năm Vâng. Trước cái thời điểm 2010 rồi. dạ, Bây giờ cái từ năm 2000. tác phẩm tôi gửi đầu tiên với các bạn, đó là một cái bệ xanh Nam Điệt. Khi tham quan vườn tôi để mắt đến nhiều nhất. Chúng ta đang quan sát này, màu da của vỏ cây xanh Nam Điền đã đổi màu vàng đồng gần như hết. Anh đang ngang tay để giới thiệu với các bạn. Tức là cái bệ này có cái đường kính và quãng độ 80 phân ở cái chân bệ. Và với chiều cao rất khiêm tốn cũng vào khoảng 80 phân. Chúng ta sẽ có một cây xanh Nam Điền dáng làng nhưng mà lùn lực. Già cóc đế. Cận cảnh một tí nữa nhé, để các bạn chúng ta cùng nhau chia sẻ qua số điện thoại của anh Lĩnh trên màn hình. Các bạn sẽ cùng nhau giao lưu. Vâng, đây là phía ngược lại của cái phôi mà tôi đang chia sẻ với các bạn này. Tay 1, tay 2, tay 3, tay 4 cũng xong hết rồi. Bây giờ anh tiếp tục nuôi lấy chi răm.
Nói chung là đẹp ấy. Rễ không to không nhỏ, chia rất đều. À, có cả rễ vách để tạo lên cái dáng làng cân đối. Vâng, à, đây là những bệ xanh mà à, có những cái vị trí tạo thành những cây xanh cột kèo, à, những cái đìa giao tay, à, giao thân. Đấy. Và à, là những cây xanh Nam Điền rất là già. À, kết hợp với những cái đường cắt truyền và kết hợp với những cái nhát đục tạo dáng, anh đang xây dựng những bệ xanh à, rất là nghệ thuật. Vâng, một cây tùng La Hán. Chậu này dày dặn thế anh. Chậu này hay để những cây hoa mai. Hoa mai vàng lớn ở trong khu vực phía Nam. Chậu gốm ở nhà tôi cái năm mà mua cái mai lớn ở trong Bình Định chuyển ra cũng đúng cái chậu như này. Nó là xanh hiệu súc. À, chúng ta đến với những cái bệ si này. Vâng, quay xanh xong chúng ta điểm một số những cây si, cây tùng, các loại khác thì nó thêm cái hương vị. Đây, bệ si búp đỏ. Và cũng nói về những cây si, vườn anh Nguyễn Hà Lĩnh, chúng ta đến với một cây si đã hoàn thiện hơn cả. Và được anh cho đi du lịch ở một vài nơi rồi, các khu vực lân cận. Khi tổ chức sự kiện thì cây si này đã được đến để dự thi. Đó là cây si tầm nhỏ, một người bê được. Anh trèo lên đi. À, tôi đang chia sẻ với các bạn cây si có cái khuôn hình rất là hay.
Và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức một tác phẩm Tùng Cối nhé. Với cái bóng chiều cao tôi chưa đo được, nhưng mà ước tính là khoảng bao nhiêu anh? Anh đứng lên anh cho tôi được lấy anh làm thước cái xem nào. Đấy, anh cao mét bao nhiêu? Cháu cao 1m65 ạ. 1m65 thì cây này vào khoảng 2m rưỡi. 2m4. 2m4, 2m rưỡi. Vâng, cao 1m65. Anh thích chơi Tùng Cối. Và bóng cây Tùng Cối rất đẹp đây. Đấy. Đây là cái vì bóng nắng nó xiên cho nên tôi phải đứng theo cái chiều cạnh của cây trước để quay để chúng ta cảm nhận. Sau đó tôi sẽ xoay ống kính vào cái hướng đối diện. Đây là hướng góc cạnh của cây. Và chúng ta thấy những cái u cục trên thân cây cũng như là những cái cành rơi theo dáng trực văn nhân của cây Tùng Cối rất là đẹp. Cái tay này anh đóng lâu chưa đây? Đóng lâu lắm. Có thể chín rồi đấy nhỉ? Cởi ra được rồi đấy. 9 năm rồi. Tháo dây được rồi. Ôi, 9 năm thì tháo dây được rồi. Vâng, cây Tùng Cối. Vì vườn anh kê sát quá, tôi sẽ tìm cái địa điểm nào xa hơn cả để tôi lấy. Đấy, sau khi các bạn cận cảnh cái hình ảnh của thân cây và phía dưới gầm tán cây tùng. Bóng dáng của những cành khoảng khuyu và những lá cây bonsai lá kim là cây Tùng Cối được in trên nền trời xanh này nhìn rất hấp dẫn. Tôi đã phải lùi ra rất xa, vượt qua hai cây xanh nhỏ nhỏ đằng một cây si đằng trước để chúng ta được tận hưởng cái bóng của cây Tùng Cối như này. Vâng, hình như anh mới đưa vào cái chậu này phải không? Em đưa lâu. Đưa lâu mà sao đất nó kênh đấy. Kênh là em trước em quây lên, bây giờ em muốn thôi. À, muốn bỏ ra để anh cơi bỏ đất ra. Vâng, để nó có cái dễ bệ nào nó nổi lên. Vâng. Đúng rồi. Vì tôi thấy nó, tôi đang định hỏi tại sao gốc nó thuẫn thế. Nó không có bệ thế nào cả. Đúng không? Trước là nó có bệ dưới. Đây này. Khi anh cơi lên ở dưới nó sẽ có vẻ dễ. Được. Bởi vì cái đất của anh còn cao hơn mặt chậu phải đến 5-6 phân mà. Anh xối nước vào là nó trôi đất ra là nó sẽ đẹp ấy. Được rồi. Cây Tùng Cối của anh Nguyễn Hà Lĩnh. Chúng ta lại đến tiếp với một bệ si nữa nhá. Là những cái bệ si búp đỏ. Và cái cốt rất đặc đây. Tạo nên nhiều tay. Đẹp. Sau này sẽ là những cây si có cái bệ rất là cân đối này, ấm, chia tay các đều, các phía rất đều rồi. Đây, tôi sang phía đối diện và mặt vách bên này tôi thấy đẹp hơn mặt kia. Chúng ta đến tiếp với một cây xanh Nam Điền. Anh đang tạo dựng một tác phẩm xanh bám đá, có dáng thác đổ. Trước hết là cái phần rễ đã bệt đá. Đá một khối đấy chứ. Vâng. Nguyên viên. Độc thạch một viên thôi. Vâng, cái phần thân huyền đã có cái dáng đổ rõ ràng. Đây là cái phần đưa lên thân chính để làm thân trực làm ngọn. Rất là côn, rụt rịt lại. Này. Cái điểm của nó lên làm ngọn chỉ có thế này, chỗ này thôi. Cao khoảng 25 đến 30 phân thôi. Và cái thân huyền đưa xuống. Cái cung đổ của nó các bạn chúng ta cùng ngắm này. Đấy, chuyển hướng rất là kỳ diệu.
À, tí tôi quay sang hướng đối diện để chúng ta lấy kỹ hơn. Tiếp tục những cái mầm sổng anh còn đang nuôi tiếp. À, một khi đã cảm thấy hoàn thiện rồi thì cắt rất nhanh để lấy bông. Và chúng ta quan sát cái phía ngược lại nhé. Cái phần kết đá này. Cái này hòn đá thì anh mua đâu rồi? Đẹp đấy. Rất là hợp nha, quá hợp với cái dáng cây này. Đằng sau nó có cái đối trọng. Đấy, đường đi của cái thân đổ này. Vâng, với cái đường này, cái tay này thì chắc anh còn phải nuôi tiếp nữa để cho nó đậm hơn. Cứ kéo dài ra ngoài cổng. Hay đấy. 2 năm sau thôi. Dưới này anh đã đua tiếp đất hết rồi. Tuyệt vời rồi. Dễ mà tiếp đất thì nhanh lắm, chả mấy đâu. Ôi, mẹ đúng hướng nắng rồi. Chúng ta đến với một cây xanh có cái đường thân cũng nghệ thuật. Anh đang tạo dựng một cây xanh có cái thân quái. Đường đi rất là dẻo. Đối với vườn anh Dũng, anh xin lỗi, anh Lĩnh còn tương đối nhiều về những cái bệ phôi đang hoàn thiện. Nhưng Đỗ Sinh cũng dừng cuốn video này để chúng ta chuyển sang video sau. Giới thiệu về những cây tầm nhỏ và bonsai mini. Các bạn có điều kiện quan hệ qua số điện thoại giao dịch với anh Lĩnh và đến thăm vườn. Chúng ta sẽ được quan sát, được chiêm ngưỡng những cái bệ phôi xanh Nam Điền rất đẹp để cùng nhau giao lưu. Đây là hình ảnh một cái bệ xanh nữa, rất là có triển vọng. Bây giờ Đỗ Sinh chuyển sang cuốn video nữa về những cái dòng cây tầm nhỏ và bonsai mini tại vườn anh Nguyễn Hà Lĩnh.